Rất cảm ơn nhiều bác đã yêu mến kênh của Thế Giới Đài. Thì trong khoảng tầm nửa năm trở lại đây thì kênh của Thế Giới Đài lượt đăng ký tăng lên đáng kể, bởi vì ngoài cái vấn đề dịch vụ của Thế Giới Đài thì sản phẩm Thế Giới Đài đưa đến người tiêu dùng được đánh giá rất là cao. Nếu nói về shop bán đồ cũ thì không có nhiều shop bán bảo hành. Thường các bác mua hàng thì xong thì gặp lỗi hoặc là trục trặc với sự cố thì hỗ trợ nó sẽ không được tốt. Nhưng bên em thì sẽ hỗ trợ các bác đến hết bảo hành và đến khi nào các bác chán thì thôi ạ. Bởi vì mục tiêu của Thế Giới Đài là xây dựng một kênh vừa là kênh bán hàng, ngoài ra vừa là một kênh giải trí, để những bác yêu mến kênh của Thế Giới Đài có thể thường xuyên vào xem các sản phẩm bên em đăng tải. Ngoài ra thấy sản phẩm nào phù hợp thì có thể mua ủng hộ. Địa chỉ của Thế Giới Đài ở số nhà 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và ngoài ra bên em có ship hàng toàn quốc. Bọn em có ship cả ra nước ngoài. Một số sản phẩm đã từng ship ra nước ngoài. Thì sản phẩm bên em thì đa số là mua đấu ở riêng hôm của Nhật. Ngoài ra mua trên eBay và mua một số sản phẩm khác ở trên các trang của nước ngoài, đặc biệt là những trang của Đức, Pháp, Anh. Bởi vì những chiếc QT88 mà bản xuất châu Âu thì thường phải mua ở nước ngoài, ở Nhật thì sẽ không có. Ví dụ như con gậy 700Z này ở Nhật nó cũng có nhưng rất là ít, có khi phải hàng vài năm mới gặp một lần. Còn đa số những sản phẩm hàng xuất sang thị trường châu Âu của Nhật ấy, thì là sẽ phải mua ở châu Âu thì nó sẽ có nhiều hơn là ở Nhật. Ví dụ như con Sharp GF700 3 số 7, rồi là con GF800, con những con bản xuất thị trường châu Âu thì đa số đa cầu điện, hoặc là những con như con QT90, QT88. 88 thì màu đỏ ở xuất châu Âu không có. Mà ở thị trường châu Âu thì chỉ có là QT88 thì chỉ có là màu trắng là bột này. Là nhiều, nhất là màu trắng. Đấy. Nhưng màu trắng thì khoảng tầm 2-3 năm trở lại đây trên trang gần như cũng không có để mua. Vì thế nên là khi các bác tham khảo thông tin thì các bác cần kiểm tra thông tin ở một số các trang ở nước ngoài thì các bác sẽ biết được giá bán. Có nhiều bác thì thấy sản phẩm giá rẻ dẫn đến là khi mua thì mua của những kênh không uy tín, thì sau đấy thì là gặp sự cố về trục trặc dẫn đến là không bảo hành được. Thì bên em thì em cũng đã có nhiều bác đã gửi sản phẩm đến bên em để bảo hành, nhưng mà sản phẩm của mua của người ta giá rẻ nhưng kèm theo là nó nát quá và không thể sửa được. Vì thế nên là bên em không từ chối sửa chữa. Còn Thế Giới Đài thì cam kết với sản phẩm các bác là phục vụ đến tay người tiêu dùng một cách tốt nhất có thể. Đấy, tuy rằng sản phẩm là đồ cũ nhưng bên em cũng cố gắng là mang lại cái giá trị sử dụng cho người tiêu dùng, một cái giá trị tốt nhất, bởi vì bản thân em đã từng là người dùng, sau đó mới chuyển thành kinh doanh. Đấy, thì hôm nay chia sẻ với các bác đôi điều về sản phẩm. Các bác có thể gõ một cái từ khóa bất kỳ, ví dụ như là con Sharp GF700 màu đỏ gạch ngang, xong gõ từ eBay là nó sẽ ra giá của sản phẩm. Bởi vì có nhiều bác thì bảo là sao tôi thấy kênh của chú bán đài đắt thế, thì thực ra đài thì em không làm ra được đài, mà đài phải đi mua. Nhưng bên em lựa chọn những sản phẩm có chất lượng thực sự để phục vụ bác. Ví dụ như chiếc đài này bên em đang bán ra và bảo hành 12 tháng, và những một số sản phẩm khác cũng bảo hành 12 tháng, còn đa số sản phẩm bảo hành ít nhất là 3 tháng. Nghĩa là tất cả sản phẩm bên em bán ra đều có bảo hành. Và ngoài ra hỗ trợ sản phẩm trọn đời, nghĩa là các bác gặp sự cố hết bảo hành bên em sẽ hỗ trợ các bác có tính phí. Đấy, vì thế các bác mua hàng, mua sản phẩm đồ cũ thì nên chọn một cơ sở thực sự có uy tín để chọn mua. Bởi vì nhiều khi rẻ quá thì thành ra là mua vài cái cục nợ, mua thêm một mình. Xin có đôi lời chia sẻ với các bác thế. Và hôm nay thì em sẽ test một cái cuốn băng Tuấn Vũ Thiên Trang. Tuấn Vũ Thiên Trang đam mê. Cuốn băng này thì đã rất nhiều bác đặt thu ở trên kênh của Thế Giới Đài, và hôm nay sẽ test cái cuốn băng này cho các bác cùng nghe. Thứ nhất là Thế Giới Đài xin cảm ơn các bác đã thường xuyên ghé kênh để xem em thuyết trình cũng như giới thiệu sản phẩm. Mọi ý kiến đóng góp các bác có thể để lại bình luận ở phía dưới. Thế Giới Đài xin trân trọng cảm ơn. Ai đón xuân với những bồi hồi mà tim ta sầu nhớ lên rồi. Em đi say nghìn dáng giờ, hương tóc bay trong đời. Quên ngày xưa hoa bướm chung đôi. Ta đón em với cả nồng nàn, truyền mối thơm rẽ lối xuân hồng. Nghe đam mê chung hơi thở, hoa lá giang tay mời. Vai kề vai, nhìn nhau mắt nói thay lời. Trái ngân lời tay riêng túi căng xuân thì, mà nay lỡ duyên hết rồi người đàn ra đi. Ta đứng đây mấy ngã đường nhỏ, đời lang thang tròn ký sông hồ. Nghe dòng rêu mờ sương phủ, sương buốt đôi vai gầy. Thôi ra từ em, thời gian xóa cuộc tình sâu. Trái ngân lời tình yêu, tay vinh túi căng xuân thì, mà nay lỡ duyên hết rồi người đàn ra đi. Ta đứng đây mấy ngàn đời lang thang tròn kiếp sông hồ. Nghe dòng rêu mờ sương phủ, sương buốt đôi vai gầy. Thôi ra từ em, thời gian xóa cuộc tình sâu. Nghe dòng rêu mờ sương phủ, sương buốt đôi vai gầy. Thôi ra từ em, thời gian xóa cuộc tình sâu. Nghe dòng rêu mờ sương phủ, sương buốt đôi vai gầy. Thôi ra từ em, thời gian xóa cuộc tình sâu. Nghe dòng rêu mờ sương phủ, đôi vai gầy, thôi ra từ em. chỉ mong anh là người yêu lý tưởng của em suốt đời. Còn một mình trên đường khuya đi trong hoang vắng mênh mang, đèn màu vàng soi vàng thêm thân cô đơn giữa không gian. Dáng u hoài bước lang thang như hồn hoang, nàng thật buồn ôi thành đổ đêm hoang vu đầy tâm tư. Nhìn cuộc đời nghe tàu vướng theo đôi chân giá vơ, biết bây giờ có ai thương ai mong chờ. Em từng thao thức giữa đêm vui mà lòng buồn, môi mềm hương phơn chốn xa hoa mà sâu đớn. Nào còn gì đêm từng đêm vui trôi sau phút chia ly, lời hẹn thề câu vàng son tan theo mây khói đam mê. Phố không buồn nếu tôi đưa em về. Từng đêm vui trôi sau phút chia ly, lời hẹn thề câu vàng son tan theo mây khói đam mê. Phố không buồn nếu tôi đưa em về. Phố không buồn nếu tôi đưa em về. Mùa thu thương nhớ bao lần đi.